Khuyết điểm của em là ăn nhiều, nói nhiều, ngủ nhiều. 1m6 trở lên, cơ thể tương đối, tóc dài. Em thích tóc dài lắm. Và bây giờ xin mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Ngọc Linh ạ. Chào bà. Dạ, em tên là Tuyết Trang, năm nay em 23 tuổi, hiện em đang là giáo viên mầm non. Bây giờ Trang đợi bạn trai của mình ra nha. Dạ. Xin mời bạn nam. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, chào mời các bạn. Chào bạn, bạn giới thiệu về mình. Giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Huy, 25 tuổi. Công việc tại em là một huấn luyện viên cá nhân tại một câu lạc bộ fitness and yoga. Là sao bạn? Thì cái công việc của em cụ thể đó là giúp cho những khách hàng của em là thay đổi hình thể của mình. Ví dụ như là từ họ mập thì họ muốn giảm ký thế nào thì sẽ giúp họ trong thời gian ngắn nhất. Anh làm được không? Anh là vô tư. Rồi bữa nào giúp anh cái đó nha. Hay còn Trang, Trang làm ở trường mầm non được bao lâu rồi? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Chăm em bé có cực lắm không em? Dạ cũng hơi cực nhưng mà các bé rất là dễ thương. Mình bận bịu nhiều đó, công việc quá là không có thời gian để mà đi tìm bạn trai hẹn hò hay là sao? Dạ tại vì lúc em đi học thì cũng toàn là các bạn nữ học cái ngành đó. Rồi lúc mà em đi làm thì em cũng tiếp xúc với phụ huynh là nhiều. Với trong trường em thì toàn là các cô. Thế mình có được mối tình nào chưa? Dạ mối tình thì chưa chị. Từ hồi đi học tới giờ luôn? Dạ. Vậy có muốn có bạn trai liền chưa? Dạ cũng muốn chứ chị. Tại vì bạn em cũng lấy chồng gần hết rồi. Bạn lấy chồng mình ôn quá đúng không? Dạ đúng rồi anh Nguyên Linh ơi. Bạn có đã đến lúc mà mình chuẩn bị kết hôn chưa? Em nghĩ thì khoảng 2 năm nữa thì kết hôn là được. 2 năm nữa là 27 đúng không? Dạ đúng. Dạ là. Cái người mẫu lý tưởng để mình chọn lựa người bạn đời của mình như thế nào? Về cái ngoại hình thì em cần một người cao khoảng 1m6 trở lên, cơ thể tương đối, tóc dài. Còn về tính cách thì một người là vui vẻ, hòa đồng, biết tự chăm sóc bản thân của mình. Không thích gì ở người bạn đời? Không thích những người mà hay sai giờ, gọi là trang điểm hay là ăn mặc nó quá lố. Em thích những người biết làm đẹp nhưng mà đừng có lố quá, như họ tự làm xấu mình vậy đó. Còn Trang thì sao? Trang nói về cái sở trường của mình đi. Trang có điểm mạnh gì? Dạ em có thể nấu ăn được và em thích chế tạo những món ăn mà em tự làm ra. Hát thì cũng tạm được chị. Mình hát thử một đoạn cho vui. Dạ em xin hát sao được không chị? Tại hôm nay em hơi run. Hơi run hả? Dạ. Ngoài cái đó ra thì cái điểm nào của mình chưa được mạnh lắm? Khuyết điểm của em là ăn nhiều, nói nhiều, ngủ nhiều. Em thì ngày thường nếu mà thứ bảy chủ nhật em rảnh thì em ở nhà em tự nấu ăn, rồi xong em ăn. Tự nấu tự ăn luôn chứ không có ai ăn hết. Dạ. Món nào mà nấu ngon nhất? Dạ em nấu bún mắm ngon nhất. Em rất thích ăn bún mắm và em mong là bạn trai bên kia cũng thích ăn bún mắm giống em. Thích ăn bún mắm không bạn? Có anh. Có luôn. Vậy mình ước mơ mình muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ một người bạn trai em phải bản lĩnh, thật thà, biết bơi. Thì thân hình thì phải cơ bắp chút xíu. Tại vì em thấy cũng bạn cơ bắp nhìn men. Bên kia dân tập thể hình đó. Hiền như anh Quyền Linh là được hả? Anh Quyền Linh mà hiền đâu hiền. Anh hiền lắm á. Rồi cái điểm nào mình không thích? Dạ ích kỷ, hay cầu nhau, nói nhiều. Với lại không có biết chiều bạn gái, chỉ chăm sóc cho bản thân mình là nhiều. Sao bạn đáp ứng dục yêu cầu bên kia không? Em đáp ứng được hết anh. Cái sở thích thì rất là giống em cũng rất là thích nấu ăn và nghiên cứu những món ăn mới. Chiều cho bạn gái thì em cũng là chiều. Có càm ràm không? Em rất là dễ tính. Nếu như hai người giận nhau mà đi đến gọi là đỉnh cao của sự cãi vã, ai sẽ là người nhường nhịn? Em sẽ là luôn là người nhường chứ. Lấy nhau ai sẽ là người giữ tiền? Chắc em nghĩ là phụ nữ giữ tiền tốt hơn. Bên kia chắc chắn thích cái này. Dạ đúng rồi anh Nguyễn Linh ơi. Bạn là may học yoga không bạn gái? Em cũng rất thích học yoga nhưng mà tại vì em cũng chưa có điều kiện để đi. Bây giờ có thầy dạy rồi nè. Không, em chỉ làm câu lạc bộ giờ fitness yoga hơn mà em thiên về fitness nhiều hơn. Nó là tư vấn. Không phải, để em cái vụ này em rành nè, em biết nè anh Linh, để em nói cho nghe. Không. Để em rành vụ này lắm. Okay. Đứng lên đầu dán áo coi có 6 múi không. Đó, cái vụ này em rành nè. Là mấy người này là tập thể dục, thể hình, tập đẩy tạ, tập cơ bụng, để eo đồ rồi đó. Đó, chị đúng rồi đó anh. Đó. Chứ mà em phải yoga hả? Không. Vậy là bạn này khỏe lắm nè, hít đất 10 cái đi tôi làm mai cho. Được không? Được. Được làm. Mấy cái chị? 10 thôi. Thôi 10 ít lắm. Ông kêu hôm trước làm được 30 cái luôn, hết được 31 cái thắng luôn. Rồi em chơi luôn. Rồi. Vậy mới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 thôi. Rửa đi. Đủ rồi em. Bạn có thể làm được mấy cái? Thường thì đó em thường là ít nhất là 100 cái. Hả?
quá dữ, quá dữ. Sao tôi rờ rờ cái coi, gồng lên coi, rồi có chắc không? Con mũi vậy? Thua anh 150 cái. Anh có một múi một à. Bụng người ta 6 múi bụng anh, bụng có một cục một. Nhưng à mà anh thích đất 101 cái. Phải không, 100 cái anh gửi lại, có không? Cái là cái đại gì? Chị thích em đó, chị ráng chị nói vô. Nhưng mà bản thân em phải tự vận động nữa. Dạ. Vậy em không có thích điểm nào ở con gái không? Thường em chỉ không thích là quá xe xua hoặc là không đúng giờ thôi. Không có đâu, cô này cô dạy con nít mà à, phải làm gương. Vì em cũng rất là thích con nít, nghĩa rất là hợp. Lấy nhau đẻ mấy đứa? Hai thôi chị. Hai thôi ha. Có chuẩn bị kinh tế rồi gì để mới lấy vợ chưa? Kinh tế thì chưa nhiều mà tinh thần thì chuẩn bị đầy đủ rồi chị. Rồi cũng được, nhưng mà trong 2 năm này cũng phải cố gắng. Dạ. Có chút kinh tế nha không? Dạ. Rồi được rồi. Ủa mà thí dụ mà được thì chừng nào em đám cưới được? Dạ cũng khoảng 2 năm nữa chị. Vậy là hợp luôn rồi đó. À rồi thôi làm luôn đi, tổ chức cưới ngay bây giờ luôn đi. Thấy không? Dạ em chào anh. Chào em. Ôi dễ thương quá. Anh đây cũng rất là đẹp trai và dễ thương nữa. Dạ. À, có thể lực, có sức khỏe nữa, như vậy là tốt lắm rồi. Quan trọng là hai người đồng quan điểm với nhau, trò chuyện nhau để tìm ra phương hướng nào đó. 2 năm sau mình kết hôn. Dạ. Rồi. Anh thấy nôn cái cặp này lắm rồi đó. Cặp này được á. Em đến đây hôm nay đến đây có người thân nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ hôm nay em đến thì người thân em bận việc hết rồi chị. Vậy hả? Dạ. Bạn nam có đi với người thân nào không? Dạ có chị, em đi với mẹ với em trai. À có mẹ với em trai nữa. Vậy là có thể quyết định được rồi. Hôm nay đi con cô hết đất. Xin lỗi cô nghe cô. Cô nhìn thấy bé bên này sao cô? Dạ cũng tùy nơi con thôi ạ. Dạ. Nhưng mà mình là người mẹ thì mình cũng thì tôi không cần là ngoại hình cho lắm, nhưng mà cứ cần là hiền, ngoan là được. Dạ. Vậy con nghĩ chắc là cô giáo là được đạt chuẩn của cô đưa ra, hiền với ngoan rồi đó cô ạ. À. Dạ. Như vậy là chúng ta đã trò chuyện với nhau, cũng cảm nhận một chút về nhau rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta nhìn nhau 2 phút để trò chuyện. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Chào em. Thì anh có thể trao đổi em chút là không biết là trong tình yêu á em có thích hứa hẹn với nhau không? Em không thích hứa hẹn. Em chỉ thích là cùng chung suy nghĩ, cùng quan điểm, rồi mình lúc đó mình có thể tính chuyện tiếp theo. Anh cũng giống như em vậy đó. Vì anh quan điểm là trong tình yêu á, lời hứa nó chỉ có giá trị khi mình còn yêu thôi. Dạ. Khi hết yêu hứa nó vô nghĩa rồi. Không biết là ước mơ của em là như thế nào ha? À ước mơ của em là có thật là nhiều con. Làm giáo viên thì em thích, rất là thích trẻ con, thì anh cũng vậy. Dạ. Nhưng mà trong khả năng thôi ha. Nhiều nhiều bao nhiêu em? 4-5 đứa cũng được chị. Không biết là ngoài bún mắm em còn biết nấu những cái món nào à? Dạ mắm chân. Nói chung là em cũng bù đắp cho anh, nhưng mà những món đó anh không biết nấu. Anh thường nấu những cái món như là kiểu Âu hay là kiểu Hoa đó, thì anh thích những món đó. Dạ em thì thích nấu những món miền Tây nhiều hơn, thì miền thường Tây. Là món nào liên quan tới mắm thì em nấu nhiều. Vậy thì nếu mà bữa nay hẹn hò mình ăn bún mắm đầu tiên ha. Dạ. Hẹn hò ăn bún mắm rồi sao không? Chưa anh, chưa mà. Chưa bao giờ thấy hẹn ai mà hẹn cái bún mắm bây giờ. Bún mắm người ta nấu được mà đâu có cần phải là đi ra ngoài ăn đâu. Mình xin phép ba má cổ tới nhà cổ mình ăn chung. Hay luôn về nè, nấu mời cổ ăn nè. Còn không thì mời cổ về nhà của em. Dạ. Rồi nấu rồi mời mẹ rồi ăn, mời đúng anh rồi. Ăn luôn. Bây giờ trước có mặt tiệm chứ. Cô nè, em có thể nói gì với cô? À, dạ nếu mà có thể thì con muốn là đến gia đình và có thể nấu một món ăn dành tặng cho cô và bé. Anh hứa rồi nha. Dạ. Đợi trái bóng đúng vậy chị? À, không được. Phải nói câu tỏ tình rồi gì với nhau nữa chứ, chưa gì mà được. Cảm nhận đầu tiên hôm nay nhìn thấy em như thế nào? Trong lòng anh sốt sang cái gì đó, khắc khoải gì đó. Thì nói chung là bữa nay em chọn bộ trang phục mặc rất là đẹp. Tóc anh cũng rất là đẹp. Dạ rồi, cảm ơn anh. Khen tóc với bộ trang phục không ạ? Không anh, người đẹp là mặc gì cũng đẹp mà anh. Hồi nãy tôi nhớ có người hứa là kéo màn lên hát đó. Đúng không em? Đúng rồi chị. Đó. À, chị em nói là để em hát riêng cho ảnh nghe thôi chị. Không, hồi nãy hứa kìa mở màn lên hát tụi có cho bấm nút không, là tôi cho ngồi hoài không có cho bấm nút đâu. Vậy thôi anh hát cùng em đi ha. Ờ vậy đi. Mà gì em hả? À mình đi nhau đi. Ok. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh muốn lắng nghe tìm muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 4 em có đến giây nhịp nào không? Rồi vậy. Trời dễ thương dễ quá. Quá là dễ thương luôn. Rồi. Có thời gian. Bây giờ suy nghĩ rồi người ta không có suy nghĩ quá. Bất chấp đi mà. Bất chấp yêu nhau đi.
cho có tụ thôi chứ bấm cách mà. Kệ, phải thủ tục mà anh. Ba. Chúc mừng hai bạn. À, chúng ta đã có một cái cuộc gặp, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ nhớ mãi cuộc gặp này. Trong ánh mắt của hai bạn tôi thấy đang tràn ngập những hạnh phúc và chúc mừng bằng một cặp vé mời xem phim. Hy vọng chúng ta sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi, rồi tôi mới tặng cái món quà này. Đó. Bữa nay ăn bún mắm chưa? Chưa chị ơi. Chưa thì mình có thể hôn nhau được. Đó, nãy nghe lắm mà, hít đất mấy mình làm sao làm đi. Cô thấy sao cô? Là gia đình chuẩn bị ăn bún mắm nha cô nha. Ở nhà cũng thích bún mắm lắm, nhà dạ. Cũng nấu hoài à. Vâng, cảm ơn cô. Và đây là món quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Mình là Thúy Kiều, hãy cùng mình trên Speakable nha. Em là bạn gái của anh nha. Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Khi mà về thì nguyên đêm đó em đâu có ngủ được đâu. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Em muốn là bạn ấy cao hơn em, tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như giờ cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Tới đây mà đó. Yeah. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đêm nay ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia làm sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó như vậy là có cảm xúc đó. Nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. Đó. À được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn. Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không?
Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. Lạ cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình tao nó chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước 1 thành công, em chuyển sang bước 2 liền, em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha. Em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì em đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống. Em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định. Và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi. Và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công em ty làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập. Không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất đó là bạn trai không hút thuốc. Không dạ, em không hút thuốc ạ. À. Thấy chưa? Không hút thuốc. À, thứ hai là bạn trai không có... Có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ, cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ, thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết. Nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu ăn gia đình là ok đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dương. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè. Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài.
chút đỉnh, có hơi dài dài, dáng người mảnh khảnh, rồi có luôn. Trời ơi, mặt thân thiện, quá thân thiện, quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người trời đàn ơi đàn. Hỏi coi bên đó đi với ai đây ạ. À, dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em xinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á, con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. À. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian trà sữa, cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Hay. Mở rào. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc, thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em nghĩ em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm, thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này, nhưng mà anh có đồng ý tham gia với một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi chừng cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ, không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ khoan chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết ha. Dạ rồi. Gái bên kia anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. Vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu, màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là
Một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái, chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Bên nhà giọng gái hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh Hà. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không, có đó anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản,
tinh thần thép. Hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á, là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Bây giờ không để mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi đây ạ. Mời nhà trai. Dạ. Dạ chào chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh mời ơi, đàn gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. Dạ, mời anh ạ. Trước tiên, mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Duy Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm. Và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Duy Triệu á, thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, được. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có. Rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam nha. Dạ. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó. Tác động vô thì mình xin trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm? Dạ. Trời. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không có tiếng xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ, nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh.
là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ tới bây giờ luôn ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả, có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình đúng không? Dạ. Cho ba mẹ chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa, rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó. Nghe bình thằng gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn nhận phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là... Vâng, chào dạ. Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Dạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Thật sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thật sự chỉ có những người phụ nữ can cực kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa. Tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng sự tự nguyện chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình. Bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Dư Triệu mà thôi. Tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ, tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Dạ, Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Dư Triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ, tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì thứ bảy cũng như là giờ đang kêu má bảy. Rồi cảm ơn chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ chào chị. Chào với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó, Quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ, vì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ thôi chứ không can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn gì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh với xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh á Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á, xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình
đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này, anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi, cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời chị kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm lo cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Dạ. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nhá. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi, rất cảm ơn nhiều. Rồi, xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái cà vạt anh. Đây bộ là khăn. Đây là bộ khăn. Bộ để em khăn. Về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi, còn... cảm ơn. Ủa bển là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Vậy hả? Anh cầm. Có đây, có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Quyền Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ. Với cái hậu, cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Yeah. Nói chung là em á thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em, rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường của sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Dạ, anh chịu hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em. Dạ. Một bài hát ngắn. Dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng. Dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc. Dạ. Thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Hát rồi nè. Cái bài này em biết nè. Sẽ hát lên hả? Bài này nói về hát lên, hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài này nổi tiếng luôn. Cảm ơn.
Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn người Linh. Có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Ừ, chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được, cho nên á là em chỉ yêu cầu như đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. Một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Vâng. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em đi vào cái tình cảm không mở thì mở rộng ra đi cho đi sinh hoạt các dạ, bạn. Dạ yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. Có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chung có rồi. Nhưng mà rất cũng... cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng rồi. Cái đó em yêu cầu, cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà. Không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp? Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được á, cái tiếng Anh đó là I love. Còn ảnh á, anh tiếng Pháp, anh nói gì rồi, em cũng không biết ảnh có lớp em không. Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay mình đây anh trai. Đây được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình. Thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ. Đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến 3 là anh chị cháu nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1, 2 và 3. Chúc mừng, chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả. Bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau, những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Thôi bây giờ mình hỏi gì chị cho phép không xin lỗi dạ gì bảy gì bảy bảy má bảy đó má bảy cho Dư Triệu Hung bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa má bảy gật coi. Chắc về, về về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng đó, thấy chưa, thấy duyên dáng ghê không, không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng anh chị một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống.
nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng anh chị sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thương hiệu Duhan dành tặng cho anh chị một bộ đèn led ốp trần vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn led Việt. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đây mình... còn đây là quà của anh tặng cho chị nè. Rồi chào. Từ từ, xin chào. Rồi sẽ tới. Chúc em từ từ được lắm. Em thính mũi em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Được ạ. Em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Dạ, em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi. Em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả? Ở đâu? Em dạy ở đâu? Dạ, em đang ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào quý vị em. Khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Của gì? Em... Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Cô em ở Bình Định. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa nên sau một thời gian thì lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới gọi là em giới thiệu rồi em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha khoa tại vì răng của em nó không được đẹp quá. Răng không được đẹp dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho cái bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Mặc hỏi hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền. Tại vì cô giáo mầm non á, cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ chấm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không?
Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Ừ, dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? À, em có 2 mối tình ạ. À, mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Trời em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em 1m8 ạ. 1m8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa. Có tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không, dạ không chị. Không, không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ, có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thích cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa chị Vân? Không, gót có màu vàng rồi. Trời ơi, quá mà. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi. Hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị Hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn chân đẹp, có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển thôi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng rất lẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi qua coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng chị đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái trên này nè chị, cái nào? Cái mu bàn chân thiện cảm hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Gì nữa? Em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không biết bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi, chút ít lông hả? Thôi giảm giá thôi, giảm giá. Ở chân lên chút chụp luôn ơi. Rồi. Kiểm tra hai hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, được đây chưa? Đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ em chào ta anh. Đẹp, dạ, ta có quyền. Gái. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên khỏi quá chấp. Duyên rồi. Với quá cái có mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất quá. Là phúc hậu luôn. Rồi gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Không. Không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi à, không có nhiều. Được rồi. Nè, tí nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Hôm nay tôi còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhìn được. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, có lấm đồng tiền không ạ? Dạ. Cười coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ hỏi người mình... thân đó. Thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi đó. Không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ, em chào chị Hồng Quân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bé Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bé Như ơi. Được ạ. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị. Rồi, mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có cái duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hết chưa?
nay đến chương trình thì anh có một món quà gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đó, nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha? Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập, hơi loạn. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên là anh muốn có một cái người yêu của mình á biết quan tâm chia sẻ, và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên. Cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Rồi, câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó. Thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình, thấy không? Hai bạn vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái, cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em tuyệt em không vời. Nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình. Chúng ta đẩy tay vào hát thôi. Nào. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó cực kỳ thật thà luôn. Đúng rồi. Chúc mừng hai em. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, chúc mừng hai đứa. Nào, hãy nắm tay đưa đi để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Rồi, đây, mời các bạn. Cây hạnh phúc này, hãy vun trồng nó nha. Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Trung thực, thẳng thắn,
và nhiệt tình và chân thành. Dạ, thì theo lái gái theo chồng mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Có đông người thì anh cũng lâu lâu mà có một mình chắc phải tiếc á. Rồi rồi. Chắc mọi thứ anh gắt đôi hơn em hả? Hai bạn này cứ giống như là sanh ra để cho nhau á. Đúng rồi. Và chúng ta hy vọng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhá. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên, mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. À, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào cùng em. Toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn, em đến từ Ninh Bình. Năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? À, hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Cimex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Ồ, thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Dạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Bốn là... điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. À, có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh lại gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hơn. Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây hai cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mạnh ăn lâu nói tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em khi mà em làm cái gì thì em dừng đảm nhận rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam, bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Ồ, vậy thì thoải mái rồi. Em hay nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi? Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm nồng nhiệt như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay à. Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta?
tiếng phổ thông gọi là hồi nãy đấy ạ. Thôi chúc từ bên kia kiểm tra đi. Anh Nguyễn Linh kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi, nhiều khi em mù quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à? Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Em cao 1m65 ạ. Chuẩn luôn. Dạ, chuẩn luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình, cảm thông, cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao bị nha. Hơi ngon lành đó. Ờ. Dạ em chào anh. Ồ chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi. Anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? Anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái cửa được biết. Thì bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Vốn là con út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn. Người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam. Chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà. Nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho anh ta đi. Trời ơi. Thôi mở lòng. Chào em. Dạ em chào anh. Có bông hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ em có rồi anh. Con tặng quà cho. Thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ cảm nhận thì... cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á. Dạ. Thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục, về tập quán, về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah. món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó, nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi, mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Em thử coi bàn tay. Dạ. Có đẹp không? Dạ, được ạ.
cô trước thì bàn chân, cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được. Nói nghe này, em có phải là người kỹ tính không? Dạ rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào thì đang cho bạn hiểu được mình hơn. Có cái tính hay quan sát hay xét mét. Nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vậy ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu vài trường hợp. Tại vì biết em thích sự dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Thì mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Cái em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi, anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá, nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Sao lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vườn ngàn hải ly cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Trời, rất là ngọt ngào luôn. Tại anh ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Đúng, nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của em. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm á. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào, như trong hồ sơ em đăng ký sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không? Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở. Dẫu thời gian hai mái đầu bạc tết, vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Vừa tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đã. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi. Lời ghê đi một về hai. Em là bạn gái của anh nha. Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Khi mà về thì nguyên đêm đó em đâu có ngủ được đâu. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Em muốn là bạn ấy cao hơn em, tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không.
Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, xin mời nhà gái. Để đây mà đây. Yeah. Mời bạn nam. À, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời bạn gái. À, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. À, em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. À, hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. À, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem đây ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Dạ, ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia thì sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không, thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Cái tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi khác đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên dạ, là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. Đó. À được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn. Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. À, lãng hay trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình ta nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc, cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước 1 thành công, em chuyển sang bước 2 liền. Em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em làm bạn gái của anh nha. Em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau, bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À, dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À, dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống. Em phải
làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định. Và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ, em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi. Và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty, em làm chủ đúng không? Dạ, có thể nói như vậy ạ. Làm trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa, ông làm gì? Ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ, thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em, quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập. Không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Dạ, em không hút thuốc ạ. Thấy chưa? Không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có... Có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ, cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ, thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào, từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ, dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dư. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè. Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người. Trời ơi. Hỏi coi bên đó đi với em. Đây ạ. À, dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Và mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn, bạn nam đúng không, bạn thân. Rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn. Mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á.
Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chỉ nghĩ là bạn người... bè thôi ạ. Có khi có những thời uống gian trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài. Ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở rào. Quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận, chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc. Thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em ngày em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm. Thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này. Nhưng mà anh có đồng ý tham gia với em một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và mong bị là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một con bị bấm nút và một con bị không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ. Vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi chừng cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ. Không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ khoan chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. Dạ, dạ rồi. Giấy bên kia không? Anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. Vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu. Màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á. Thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ. Chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người. Nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi. Chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc
Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. À, anh Hà. Dạ. À, yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ. Hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, à, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép chứ. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không, có đó anh tự nguyện mà. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn hai. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Mẹ nói trước khi mẹ đi với anh trai đấy á, là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Bây giờ không để mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Rồi, xin mời nhà gái. Ngồi đây ạ. Mời nhà trai. Dạ. Dạ, chào chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh mời ơi, đàn gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ.
Dạ, mời anh ạ. Trước tiên mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Như Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Như Triệu á, thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có. Rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như dạ. Thế. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó. Tác động vô thì mình xuyên trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm? Dạ. Trời. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không có tiếng xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa. Rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á. Có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi á là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó. Nghe bên đàn gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn chẳng phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là. Vâng, chào Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Rồi, thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Thật sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ can cực đảm. Kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa, tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng đúng sự rồi. Tự nguyện chứ không ai ép dạ, buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Như Triệu thì có gia đình, bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Như Triệu mà thôi, tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ ba cha con. Dạ. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm.
Nhưng mà điều cũng dễ dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Dư Triệu chỉ có một cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là dạ, nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn. Dạ. Cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ. Cái điều đó là may mắn nhất. Dạ. Vâng. Tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện, chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng vâng, khá là hợp lý. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì dạ, thứ bảy, cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì, dạ, là dì. Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em dạ, của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Vì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha? Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ thôi chứ không dạ, can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn gì. Anh đi ra anh trai. Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. À. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ dạ, tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh dạ, với dạ, xin chào MC Hồng Vân. Dạ, dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh đó Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á, xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Rồi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này, các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Dạ. Chị đẹp. Dạ. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nha. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi rất cảm ơn nhiều. Rồi xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. À, đây bộ là, khăn. Đây là bộ khăn. Để em về mỗi lần mà
em sử dụng á. Sử dụng á, em nhớ cái ảnh. Rồi, còn... cảm ơn. Ủa bển là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Vậy hả? Em cầm này. Có đây, có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ. Với cái hậu, cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Dạ. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em. Rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi. Cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Vậy đó. Anh, dạ, anh chịu hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em. Dạ. Một bài hát ngắn. Dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng. Dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một khúc. Dạ. Thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Attends. Cái bài này em biết rồi nè. Anh sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. Về ờ bài hát tình yêu lên, đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Okay. Bây giờ anh chị đã gặp. Ủa, nhau rồi. Dạ, cảm ơn người hát, có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm thì... chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm thì... chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Ừ, à. Chuyện của người từ ta từ, mà mình rung là sao? Để làm bên đây. Dạ. Nó khớp tinh thần nữa. À. À, em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. À, nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu. Cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. À. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được. Cho nên đó là em chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có. Dạ. Ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. À, một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Vâng. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau
thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia. Tức là chứ đừng có bó buộc em đi vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các dạ, bạn. Dạ yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó, nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay, có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chung có rồi. Nhưng mà rất cũng cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng cái ra đó là em yêu cầu, cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà. Không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp? Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe loáng thoáng được á, cái tiếng Anh á là I love, còn ảnh á anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết, ảnh có lớp em không? Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, mình quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai. Đây được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình, thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi, con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi rồi, đếm đến ba là anh cháu chị nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe, 1, 2 và 3. Chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả, bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau, những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Thôi bây giờ mình hỏi gì thì cho phép không xin lỗi dạ gì bảy má bảy đó, má bảy cho Dư Triệu Hung bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa, má bảy gật rồi. Chắc về, về về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng đó chưa, để duyên dáng ghê không, không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng anh chị một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Nước khoáng Đảnh Thành Vicoda tặng anh chị sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thương hiệu Duhan dành tặng cho anh chị một bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đây mình... còn đây là quà của anh tặng cho chị nè. Ơn. Rồi chào tất cả. Từ từ, xin chào. Rồi sẽ tới. Xin em, từ từ đi lắm. Em thính mũi em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Được ạ. Em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Dạ, em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi.
Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả, ở đâu, em dạy ở đâu? Dạ, em làm ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào quý vị em. Khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê gì? Em... Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn, quê em ở Bình Định. Dạ. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Dạ. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao. Và cũng có một chút gì đấy nó có duyên với nha khoa. Nên sau một thời gian thì lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha khoa tại vì răng của em nó không được đều quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho cái bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khứu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. Bên đây dù thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Mặc hỏi như... hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền vì cô à. Giáo mầm non á cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3 bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không? Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha? Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Chào em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em 1m8 ạ. 1m8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa chị? Tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không, dạ không chị. Không, không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thích cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa gì vậy? Không, gót có màu vàng rồi. Trời ơi, quá. Gót làm ruộng không à? Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi. Hồng không?
Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị Hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn cái chân đẹp, có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị nha. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển ơi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng nứt nẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng chị đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái chân này nè chị, cái nào? Cái mu bàn chân thiên cảm hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Gì nữa? Em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không muốn bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi, chút lông hả? Thôi giật giá thôi, giật giá. Ở chân lên cứ chụp luôn coi. Rồi. Kiểm tra hai hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, được đây chưa? Đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Đẹp, ta có quyền. Gái. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá có chấp. Duyên rồi. Với quá cái có mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Ừ, không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi, không có nhiều. Được rồi. Nè, đây nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Dạ, được rồi. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, coi lắm đồng tiền không à. Dạ, cười coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ hỏi người mình thân thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều đúng rồi, không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Hồng Quang, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bé Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bé Như ơi. Được ạ. Yeah. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị. Rồi mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đó, nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi giớ giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Rồi không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha. Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có cái chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập, hơi loạn nhịp. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi anh... cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên anh muốn có một cái người yêu của mình á biết quan tâm chia sẻ. Và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm
hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên. Ừ, cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Rồi, câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó. Thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Ừ. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình, thấy không? Hai bạn cũng vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái, cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời, em không nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, em cảm ơn chương trình. Chúng ta lấy tay vào bài hát thôi. Nào. Chuẩn bị, chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng... trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương, hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này nó cực kỳ thật thà luôn. Đúng rồi, chúc mừng hai em. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, chúc mừng hai đứa. Nào, hãy nắm tay đưa đi để chúng ta hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Rồi, đây, mời các bạn. Cây hạnh phúc này, hãy vun trồng nó nha. Cũng giống như cái tên của em thôi ạ, trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành. Dạ, thì theo lái gái theo chồng mà, anh đi đâu em đi đó. Rồi, yên tâm rồi, yên tâm rồi. Có đông người thì anh cũng lâu lâu mà có một mình chắc phải tiếc ạ. Rồi rồi. Chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hả? Hai bạn này cứ giống như là sanh ra để cho nhau á. Đúng rồi, và chúng ta hy vọng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhá. Đúng rồi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên, mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào cùng em. Toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn. Em đến từ Ninh Bình, năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Cimex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng mà, anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi.
Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Bốn điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. Có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh lại gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hết. Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây 2 cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mà ăn lâu không? Tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em khi mà em làm cái gì thì em dùng đảm nhận rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam. Bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Vậy thì thoải mái rồi. Em hãy nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi. Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, thế nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm nồng nhiệt như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay à? Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy ạ. Thôi chúc tự bên kia kiểm tra đi. Anh người lên kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi. Nhiều khi em mù quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à. Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Dạ, em cao 1m65 ạ. Chuẩn dạ, luôn. Dạ, chuẩn luôn, luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Dạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình, cảm thông. Cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao ngon nha. Lành đó. Dạ em chào anh. Ồ chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi. Anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? Anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái được biết. Bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Bốn nó còn út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn.
người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ, anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà, nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho người ta đi. Trời ơi. Thôi mở lòng. Dạ anh chào anh. Có bông hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì dạ, em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ anh có rồi anh. Con tặng quà cho. Thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh nhớ gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ. Anh cảm nhận cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục về tập quán về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khó khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah, món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi. Mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói. Cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Anh có thể coi bàn tay không? Dạ. Có đẹp không? Dạ được ạ. Cô trước thì bàn chân, cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được. Nói nghe là em có dạ, phải là người kỹ tính không? Dạ rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào dạ, thì đang cho bạn hiểu được mình hơn. Có cái tính là hay quan sát, hay xét mét. Nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vài ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu vài trường hợp. Tại vì biết em thích sự dịu dàng, ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Thì mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Các em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi. Anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá. Nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Sao lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vườn ngàn hải ly cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta,
thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biến giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Rất là ngọt ngào luôn. Tại ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của em. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào, như trong hồ sơ em đăng ký sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không? Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở, dẫu thời gian hai mái đầu bạc tết vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Vừa tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đã. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương lắm. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, lời ghê đi một về hai. Em là bạn gái của anh nha. Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Khi mà về thì nguyên đêm đó em đâu có ngủ được đâu. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Em muốn là bạn ấy cao hơn em, tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Mời nhà trai. Rồi, chàng trai. Rồi, xin mời nhà gái. Để đây mà đây. Yeah. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện. Em làm ở Tân Bình. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia. Em chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đêm nay ta đầy đủ dễ sợ luôn á. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mọi người khác nhau thôi, thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia làm sao? Ưu điểm của em là em là người tự tin, quyết đoán.
có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi ly tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Ông thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh rồi. Nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Và tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi khác đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên dạ, là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. À, được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. Lạ cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nói vừa mới tỏ tình tao nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền, em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha, em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi, mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, 2 là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống, em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty em làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì? Ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập, không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Dạ không, em không hút thuốc ạ. À. Thấy chưa? À, không hút thuốc. À, thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em.
Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu ăn gia cơm đình gia đình là ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dư. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè. Dạ 58. Tới 58 lận, tới 58 dạ. lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người trời ơi được. Hỏi coi bên đó đi đây, à dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á, con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn, bạn nam đúng không, bạn thân. Rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn. Mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian... Uống trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở ra. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc, thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em ngày em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm, thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này, nhưng mà anh có đồng ý tham gia với em một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì
coi như là rất là cực kỳ may mắn và mong bị là chưa được may mắn. Có thể là nó như là một con bị bấm nút và một con bị không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ. À vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như không bị không bấm nút rồi nha. Dạ. Không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ không? Chơi được không? À, em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. À, dạ, dạ rồi. Gái bên kia không anh bấm nút sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. À, cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu, màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Trời ơi. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. À, dạ em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. À, sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? À, khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người. Nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi. Chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Ô, em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? À, đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và thử thông minh xinh đẹp của em như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. À, anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. À, anh ha. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Hay quá, đúng không hay. Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đó, anh tự nguyện mà.
tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, mời hai. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á, là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Bây giờ không để mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi đây ạ. Mời nhà trai. Dạ. Dạ à... chào. Chào anh ạ. Dạ. Em chào dạ. Chị ạ. Linh mời ơi, gái giới thiệu trước đi. Ừ, xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chào chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. À. Dạ, mời anh ạ. À. Trước tiên, mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Duy Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm. Và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. À. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Duy Triệu á, thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh và chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, rồi.
Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có, rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như thế. Dạ. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xin trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Yêu bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm? Dạ. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không tiến xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ, tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa, rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó, nghe bên đàn gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn chẳng phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là. Vâng, chào Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ can cực kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa, tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng đúng sự rồi. Tự nguyện chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Còn anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình, bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Duy Triệu mà thôi, tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ ba cha con. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Chào Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó, bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Duy Triệu chỉ có một cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ. Tôi nghĩ rằng hôm nay là hai người nãy giờ trò chuyện, chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng khá là hợp lý. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì thứ bảy, cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì, là dì. Dì ruột của Ngọc Quang là em của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn, cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm chứ không phải đến đổi mà ấy, nhưng mà
Bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó, quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Vì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha. Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà gì ủng hộ không? Thôi chứ không dạ. Can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi. Cảm ơn gì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. À. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh với dạ. Xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Tôi chào là chú. Anh của bên đàn trai. Theo anh nó triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á, xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha. Anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Rồi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này, các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có 2 đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có 1 đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi, cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm no cái tuổi về già, thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Xin nét. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nha. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Co anh. Chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi rất cảm ơn nhiều. Rồi xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. À. Đây bộ là, khăn. Đây là bộ khăn. Bộ để em khăn. Về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi còn, cảm ơn. Ủa bệnh là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Vậy hả? Anh cầm này. Có đây có đây. Cà vạt màu gì vậy? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ. Với cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Dạ. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em, rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi, cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều Chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến.
hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Vậy đi. Anh, dạ, anh chịu hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em dạ. một bài hát ngắn dạ. và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc dạ. thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Hết rồi nè. Cái bài này em biết nè. Anh sẽ hát lên ha. Bài này nói về bài hát tình yêu đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này. Bài nổi tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn người hát, có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Ừ, chuyện của người ta mà mình rung là sao? Để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu thiếu. Cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được. Cho nên á là em chỉ yêu cầu như đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì, cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. Một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Vâng. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt các dạ, bạn đó. Yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chung có rồi. Nhưng mà rất cảm ơn em. Dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng ra là... em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà, không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp. Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được á, cái tiếng Anh á là I love. Còn ảnh á, anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết rồi, ảnh có lớp em không? Rồi, bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi, xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình, rồi, để tay vào đây anh trai. Đây, được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình. Thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến ba là anh cháu chị nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1 2 và 3. Chúc mừng. Anh chị nắm tay đi.
Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả, bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau, những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Thôi bây giờ mình hỏi gì thì cho phép hôn hôn. Xin lỗi dạ gì bảy gì bảy bảy má bảy đó má bảy cho Dư Triệu hung bạn gái ngoan một cái chấp nhận nó gật đầu được kìa má bảy gật rồi chắc nói về chưa? Về về đây khỏi gội đầu á, để cái này riêng quá, thấy chưa, thấy duyên dáng ghê không, không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng anh chị một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Nước khoáng Đảnh Thành Vicoda tặng anh chị sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thương hiệu Duhan dành tặng cho anh chị một bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi đây mình... còn đây là quà của anh tặng cho chị nè. Rồi, chào. Từ từ, từ xin chào. Rồi, sẽ tới. Em thính thính mũi em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Được ạ. Em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Dạ, em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả? Ở đâu? Em dạy ở đâu? Dạ, em làm ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Quân và quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê gì? Em... Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em ở Bình Định. Dạ. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao. Và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa. Nên sau một thời gian lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha kho tại vì răng của em nó không được đều quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha kho mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho các bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khô giác đấy chị.
em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được á. À. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng thời ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Nói hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền. Tại vì cô giáo mầm non á, cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu em ơi? Hồi hộp, cái nước thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại sao mối tình đầu tiên ạ? À? Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Một cái ấm lòng tốt không bằng một cái miệng khéo, cho nên là em chỉ là hành động để chứng minh tình cảm của em thôi. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, chị nhặt trong nhà chăm trẻ con. Em biết làm việc nhà, em biết nấu ăn, nhưng mà em ví dụ sau này em lấy vợ và em nghĩ em có phụ vợ không? Em phụ chứ. Em có thích chồng mình phụ mình trong công việc bếp núc không? Có chị, nhưng mà cái mục tiêu em thì chồng phải có cái tài chính tốt hơn, thì cái phần mình nấu nướng có thể là phụ. Trời, bạn gái rung tay lạnh dữ. Đây, đây, tới rồi, cưng, quẹo, quẹo, quẹo. Đúng rồi, ngồi xuống nha. Rồi, coi chị Tường kế bên, tự tin lên nha. Không mở mặt nạ ra cho. Mở mặt nạ đi bạn trai. Rồi, quá xinh. Rồi, chào em. Bạn trai giới thiệu đi cưng. Em xin chào chị Gách Tường, quý khán giả. Em tên là Lê Ánh Kiệt, em sinh 1989. Thì tại em đang làm việc và tại Bình Dương. Em làm bên một phòng bảo trì, chuyên về điện và máy móc. Ghê vậy, hồi đó giờ có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa, trước khi làm mình phải kiểm tra kỹ. Đúng rồi, phải an toàn là trên hết nha. Dạ đúng rồi. Quê ở đâu? Em quê ở Cà Mau. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chương trình, chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Lê Thị Anh Đào. Nguyên gốc em ở Hậu Giang. Hiện tại là em đang ở chung ba mẹ ở dưới Đồng Nai. Ủa nếu vậy hai người coi có gần gần nhau không? Dạ, gần chị. Rồi mà gần bao lâu mới qua thăm bạn gái được một lần? Thì chắc em nghĩ phải chủ nhật em nghĩ. À, hai người cùng họ Lê ha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Đào? Hòa nông, vui vẻ với lại là biết nấu ăn. Điểm yếu của em là hay quên. Có những vấn đề là em nói qua rồi em không suy nghĩ lại là em hay quên. Nhiều khi người ta nói em vô tâm. Mà mình có vô tâm thiệt không? Hay là mình chỉ hay quên thôi? Thiệt. Rồi, còn em? Điểm yếu của em thì không biết hát. Nói chung mà không biết thể hiện tình cảm của mình với bạn khác giới dạng người yêu mình đó. Em thì em có suy nghĩ dạng chỉ là hành động thôi. Chứ là nói thì đôi khi ta nói là một cái ấm lòng tốt không bằng một cái miệng khéo. Cho nên là em chỉ là hành động để chứng minh tình cảm của em thôi. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, chị nhặt trong nhà, chăm trẻ con. Chăm con ai? Con của anh hai. Em đang sống chung với ai? Dạ em sống một mình thôi, nhưng mà em về quê em hay chăm cháu. Vấn đề em biết làm việc nhà, em biết nấu ăn, nhưng mà em ví dụ sau này em lấy vợ và em nghĩ em có phụ vợ không? Em phụ chứ, vợ chồng đi làm về ai cũng mệt. Em về trước thì em có thể là vô bếp nấu ăn. Em có thích chồng mình phụ mình trong công việc bếp núc không?
Có chị, nhưng mà cái mục tiêu em thì chồng phải có cái tài chính tốt hơn, thì cái phần mà nấu nướng có thể là phụ. Phụ nhau bây giờ quan điểm bây giờ bình đẳng rồi ha. Dạ. Nam nữ gì cũng như nhau, mình hỗ trợ nhau thôi. Tình Trường, em có hai mối tình. Một mối tình là hồi trước anh nó đi bộ đội nên rồi em chia tay. Còn một anh sau này quen gần đây là chia tay 3 năm, thì anh này hay ghen ạ. Rồi bao lâu rồi không có bạn trai? Gần 3 năm. Cảm giác là lòng tin của mình không phải là mất lòng tin nhiều, nhưng mà vậy là em muốn quen rồi sẽ kết hôn. Cho nên kiếm người đúng người thấy được luôn rồi, dạ, mình tìm hiểu rồi kết hôn luôn phải không? Dạ. Còn em Tình Trường mình sao? Em thì có hai mối tình. Một mối tình hồi sinh viên, đi một cái tình là chia tay cách đây khoảng 3 năm. Bạn nó đi du học cho nên là ta mặt bất lòng. Rồi còn liên lạc với nhau không? Dạ không. Cho nên là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Dạ cũng khoảng 2 năm rồi chị. Lý do tại sao không để ý ai hay là cũng chung là tính của em thì nghiêm túc trong chuyện tình cảm đó chị, cho nên là em chỉ tập trung vào công việc chính của em hiện giờ thôi. Bây giờ em đã thực sự muốn kết hôn chưa? Dạ muốn à, gia đình cũng khó thúc. Nếu mà được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? Có thể là trong năm nay hoặc là sang năm cũng được. Mẫu người em cần tìm là người như thế nào? Không có gia trưởng. Người nào là phải có ý chí cầu tiến. Và biết quan tâm chia sẻ. Về ngoại hình thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Cao thường mới 6-8 cho nên không hút thuốc. Như cô hút thuốc không em? Dạ không chị. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu cũng có gai gai đôi khi trong giao tiếp mà chị. Có gia trưởng không? Gia trưởng là không, em nghĩ miền Tây không có gia trưởng đâu. Miền Tây thì không có gia trưởng. Em thử kể 4 điểm nổi bật nhất của em thôi. Em thấy là em trầm tính, trong giao tiếp em rất là rõ ràng về vấn đề mặt tình cảm. Thứ ba là thường thường trong gia đình đó em hay ôn hòa, đối xử với mọi chuyện rất bình thường, không có dạng là trên hay là ỷ với loại vấn đề gì. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản thôi, quan trọng là bạn gái đó thương em và thương gia đình của em. Ý anh nói là thương gia đình nhỏ của em đó, cùng em xây dựng hạnh phúc là được. Về ngoại hình không cần thiết lắm chị, miễn sao ấm lòng của họ được. Không cần thiết ngoại hình chắc không? Chắc. Đâu cho coi hình, có hình đem theo không? Đây em sẽ tìm xem bạn nữ là ai trong số những cô gái đó. Rồi kiếm đi, 1, 2, 5 anh, nhưng mà một anh đeo mắt kiến, anh bịt mặt rồi, coi như còn lại 3 anh thôi, chọn đi. Anh ấy là ai? Dạ. Đâu? Anh này. Anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Em thấy cái cách nói chuyện thân thiện, em cảm giác vậy thôi. Nhìn cái mặt này là biết thân thiện luôn hả? Em cảm giác vậy thôi, không biết. Rồi em cứ giữ đi, giữ đi, để chị mở cửa trái tim ra để em coi đúng hay không nha, giữ nguyên. Dạ. Đó, chọn được chưa? Rồi bạn này là trong tấm hình kia là bạn nào đâu? Chắc là bạn này quá. Số 2 tấm chỉ 2 người khác nhau vậy? Em thấy khuôn mặt giống mà. Trời đất ơi, 2 tấm hình mà chỏ chấm 2 cô khác nhau nữa. Cô này. Dạ. Là cô này. Tào lao. Không thể thẩm mỹ thêm kém nữa trời. Quá kém. Không phải, 2 cô đó là không phải nha. Cô này là không phải cô này. Nói cho biết trước. Giờ chọn cô nào chọn đi. Trời ơi, ông nhìn 2 tấm hình ông soi mà ông không biết luôn kìa. Sao? Em chọn không ra thiệt. Trời ơi, ông tỉnh lại giùm tôi các ông ơi. Hình 2 tấm hình này khác chị. Làm sao? Nhưng mà bây giờ chọn cô nào? Dạ em chọn cô này. Vậy là cô này là cô nào? Này. Rồi cầm đó đi, ngồi đó rồi coi. Mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức màn chọn người. Sai quá sai luôn. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Đúng hay sai? Em tặng bông. Tặng đi rồi phạt sao cưng? Đưa qua. Rồi. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn bà tặng anh. Anh cảm ơn em. Giờ bình tĩnh chưa? Dạ. Rồi coi cầm 2 tấm hình lên. Cổ là ai? Dạ đúng. Đúng đó, đúng ai? Dạ đúng. Đúng nào? Ở đây. Trời đất ơi. Coi hình rồi mà vẫn là cổ đây luôn hả? Đúng luôn hả? Chung. Sai nữa. Trời đất ơi. Thấy rồi mà vẫn sai. Trời đất ơi, ông chỉ hoài nãy giờ đây. Chọn cô này. Hỏi cô này trên đây á, cô này là cô này. Mà thấy sai quá sai rồi nha. Cái ông cuối cùng chọn lại. Vậy cô này. Rồi mở lên rồi, giờ ai? Dạ cô này luôn. Vậy là thích cô đó đó, kiếm mấy cô đó giới thiệu cho ảnh đi. Dạ.
Bạn em cứ kết hôn rồi. Chết rồi, xong luôn. Giờ sao em? Sao em bậy quá vậy? Là trong khi cổ chọn đúng hình em nha. Đúng rồi, chọn đúng rồi. Vậy em muốn phạt ảnh gì đây? Phạt anh Hán đi. Hồi nãy em mới nói rồi em biết hát. Để đó vậy tao mới phạt. Vậy mới phạt mà. Thôi bây giờ em làm mấy câu thơ đi. Tại vì thường thường em rảnh em cũng hay làm thơ. Được không? Rồi, mời em. Xa nhau dặn dặm đường thiên lý, gặp lại gặp gọi. Làm lại 2, 3. Xa nhau dặn dặm đường thiên lý, gặp gọi lần đầu thả kết nghĩa chị em. Nếu mai này gặp lại xin đừng quên nhau. Đời anh nghèo nhưng mặc cảm, kiếp sống anh nghèo chẳng dám yêu ai. Anh yêu em nào đâu dám nói, biết bao giờ em hiểu được lòng anh. Mới gặp mà đã triết lý xa nhau rồi, nghe buồn quá. Thôi được rồi, phần phạt coi như cũng xong, thơ cũng hay ha. Rồi mở quà coi là gì nè. Mở được không? Dạ được. Trời, quà tặng mình rồi, mình mở được chứ. Ý tính không cho tôi coi cái gì? Dạ, cái đồng hồ rất là xinh xắn chị. Ý nghĩa gì vậy em? Thì em thấy là tuổi trẻ thì quý báu nhất để mình trân trọng là cái thời gian. Thì mỗi sáng cái thời gian mà cứ reo lên á sẽ nhớ tới em. Nắm bắt thời gian, có cái gì ở trọng nữa kìa. Đọc coi. Thời gian nói lên tất cả sự chân thành. Mong một buổi sáng vậy anh lại nhớ Sakura. Nhớ gì? Sakura. Hay là em tên là anh nào vậy? À, Sakura. Đào vừa ra hoa, cành lá rơi đẹp vẫn trăng tà. Biết không cái bài đó không? Chán về thôi, bỏ qua đi. Rồi bây giờ á, cái ấn tượng đầu tiên khi mà vừa mở cửa trái tim ra thì em có ấn tượng gì với cô gái này? Em thấy bạn những tên này cũng xinh, dễ thương. Miền Tây thì em nghĩ là ai cũng xinh và dễ thương hết. Vậy là em gặp ai em cũng khen vậy hết trơn? Không chị, đôi khi mình gặp một bạn nào á, miền Tây cũng nói cái câu là bạn rất là dễ thương, xinh. Xinh ở trong tính cách của họ, chứ không phải là mình xinh dễ với vẻ bên ngoài của họ. Nãy giờ thì em thấy bạn ấy cũng hòa đồng, dễ thương. Còn em ấn tượng gì với ảnh khi mà mở cửa ra tim ra? Ấn tượng đầu tiên là gì? Cảm thấy vui là mình chọn đúng. À, chọn đúng cái người trong hình đó phải không? Nhìn cái hình ảnh mình cũng giống là một cái gọi là có cái gì đó chút xíu là linh cảm. Rồi. Là mình thấy cũng có vui trong niềm vui đó. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau, nó thân tình hơn một chút để tìm hiểu kỹ hơn. Xin mời em thưởng thức món gà rang lá chanh. Đây là món gà sốt chanh dây của nhà hàng Việt Phố ha. Bây giờ ăn và tâm sự với nhau. À, em cảm ơn chị. Ít phút là Tường quay lại liền đó, tranh thủ thời gian nha. Anh mời em ạ. Dạ, anh mời. Anh lên sống ở Bình Dương bao lâu rồi? Được 4 năm mấy vậy, học xong rồi ra trường. Em thì ở trên Đồng Nai á, trên đó thì kết hôn xa vậy thì gia đình anh có phản đối gì không? Anh nghĩ thì không đâu em, tại vì anh lớn rồi, anh đã đủ bản lĩnh để quyết định cuộc sống cho mình sau này. Anh đã đủ bản lĩnh để là lựa chọn bạn đời của anh. Vậy anh có người thân ở trên Bình Dương không, hay là mình ở quê mình lên đó mình sống luôn anh? À, anh có mấy chế mấy em ở gần đó. Em thích ăn dạng là món gì nhất? Cơm gia đình thì em thích ăn canh chua. À, anh thích ăn canh chua với cá kho, cá nhỏ nhỏ kho đó anh rất thích. Cá rô rồi với miền Tây hả? Ừ, đúng rồi. Anh với em quen được từ khi nào em mới tiến đến hôn nhân được? Về tuổi của em thì năm nay hoặc năm sau có thể kết hôn được. Nhà em thì cũng hói, nhưng mà quan trọng là tình cảm nó có đủ để kết hôn hay không thôi. Sao khi kết hôn em thích sanh trai hay gái? Con gái. À, anh cũng thích gái. Tại vì thường thường nghe anh nói là sanh gái là giống mẹ sẽ dễ thương nhiều hơn. Em thích con gái tại vì có thể là điệu đà rồi đó. Thích à, hơn dạ. Anh cũng thích gái hơn trai. Cho anh hỏi cha mẹ mình khó không? Khó thì sao anh? Anh mỗi khi anh lại nhà chơi, anh thường hỏi gì đó thì anh sợ lại nhà chơi là bị nói này nói nọ. Anh thì tính của anh đó là sợ bị nói này nói nọ. Khó thì gọi là không khó lắm, nhưng mà dễ thì cũng không dễ lắm. Nói chung là mình làm sao đúng với lại phù hợp thì là ok. Dạ. Nhưng mà con trai thì phải mạnh mẽ cái đó, phần đó lên, phải chủ động mấy cái phần đó thì người lớn người ta sẽ đánh giá tốt hơn. Đôi khi mình cũng nói thật lòng, là sợ suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Yeah. Thường là con trai là để kết hôn thì họ sẽ chuẩn bị giống như về tương lai sắp tới, hoặc là đến khi kết hôn thì mình sẽ chuẩn bị nhiều thứ. Thì về phía anh đã có chuẩn bị cái gì chưa?
Nói chung là vấn đề đó thì anh cũng đã chuẩn bị rồi. Gia đình cũng hối anh 2-3 năm nay rồi. Nhưng mà anh cứ hẹn lần thôi, hẹn được. Cho tôi hỏi sâu vô cái chỗ này nè. Tôi biết ý bạn gái muốn hỏi mà bạn ngại nè. Rồi, chuẩn bị là ví dụ như là lấy nhau về, sống ở đâu? Có làm dâu không? À, trước mắt thì chắc là em thuê nhà thôi. Còn làm dâu thì không. Tại vì em sống hùng lập ở đây. Ví dụ sau khi cưới xong thì bao nhiêu lâu có con? Thì theo phản ứng thôi chứ em đâu có quyết định được. Có kế hoạch của mình chứ, về kinh tế chứ. Có đủ tiền nuôi con rồi mới đẻ con. Đấy, thì em có đủ mà quan trọng là phản ứng nó chịu hay không. Rồi thì sao chịu? Dạ, năm sau có cũng được. Phụ nữ ta quan trọng là phải an cư lạc nghiệp, đúng không em? Nhà cửa thì chắc khoảng 3 năm nữa. Tại vì em sống ở trên Bình Dương, lập nghiệp ở Bình Dương luôn, em không về quê. Đó là cái kế hoạch đó. Dạ. À, bạn nữ là thường người ta muốn biết người đàn ông phải có kế hoạch rõ ràng. Chúng ta không cần giàu có, nhưng mà người ta cần đàn ông phải có bản lĩnh, có trách nhiệm và có công việc ổn định. Rồi kế hoạch bây giờ chưa có thì hai vợ chồng cùng làm, nhưng mà phải có một cái kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Thống nhất không? Dạ. Rồi bây giờ để cho các bạn hiểu nhau nhiều hơn, Tường sẽ có vài câu hỏi dành tặng cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bóc và hỏi đối phương những cái điều trong này, yêu cầu đối phương thực hiện. Một tấm. Quan điểm về việc nhìn cho bạn gái đến khi kết hôn. Rồi, em nghĩ sao? Cái này thì chung là cũng bình thường. Giữa em với bạn gái của em thống nhất với nhau thì được. Thống nhất cái gì? Vì thống nhất về việc hai đứa không được quá giới hạn. Em cũng đồng ý chuyện đó. Dạ. Rồi, mời em. Bạn nam đến bạn nữ trong vòng 15 giây. Trời ơi, bóc cái câu hay ghê. Mời bạn nam qua bế bạn nữ trong vòng 15 giây. Em đang lên 4kg. Có nhiều cái để thử lắm. Thứ nhất là thử cảm xúc, thứ hai là thử sức khỏe. Tùy năng lực em, đừng nhìn chị gì hết trơn. Em muốn làm thì em làm. Cho anh xin đất thật bé em biết nha. Sao sẽ đập đầu người ta vô cửa kìa. Đó. Trời ơi, đó. Nổi không? Nhúng nhúng coi, nhúng nhúng coi. Dạ, bình thường chị. Rồi, được. Đồng ý, duyệt. Đào tài người ta quá phải không? Rồi, rồi. Dạ rồi. Có cảm xúc gì không cưng? À, có. Hả? Cảm xúc sao? Cảm xúc của em rất là vui. Em không biết diễn tải thế nào cũng rất là vui. Có chút hồi hộp. Em có cảm xúc gì? Có cảm xúc gì không? Cũng có cảm xúc. Cũng có điện chạy rần rần ha. Nó chú âm dương mà đụng vô nhau sao mà không nẹt điện được. Bây giờ là cho các bạn thêm một cơ hội nữa nha. Hai bạn hãy nói cho nhau nghe, hiện tại giờ phút này ngồi tại đây thì mình đang suy nghĩ điều gì và cảm xúc của mình như thế nào. Em đến đây là có duyên rồi, thì để có thời gian mà đến đây thì mình cũng trải qua nhiều vòng, thì đến đây đã có duyên rồi, thì gặp nhau lần này và cái cảm xúc nó có bấm nút hay không á là còn có cái nợ về sau nữa. Thì em cảm thấy anh này thì về ngoại hình thì định nói với em là ok. Còn về tương lai lâu dài á thì cái này mình sẽ tìm hiểu thêm để có thể biết thêm tương lai lâu dài hơn. Còn em thì thấy bạn này thì đối với em thì tốt, chung là em kiếm một mẫu phụ nữ giống bạn ấy. Đúng ý rồi ha. Dạ. Trong lòng mình hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng của em thì rất chi hồi hộp, không biết bạn ấy có chịu bấm nút không. Nếu bạn ấy không bấm thì em có bấm không? Bấm. Mặc dù cổ như thế nào tùy. Dạ. Cổ. Dạ. Em quyết định bấm. Vậy thì chị cho em thêm một cơ hội để tỏ tình với cổ. 30 giây dành cho em. Em nghĩ anh về anh thế nào? Trời, cho mình cơ hội để thuyết phục người ta chứ còn hỏi không, người ta nữa. Em hỏi rồi em mới nói chị. Về em suy nghĩ của em á thì miền Tây á thì cái cách nói chuyện của em với anh á sẽ phù hợp, sẽ dễ gần hơn. Nên cảm giác là lần đầu tiên mà nói chuyện thì có cảm tình hơn một chút xíu, nhưng mà anh hơi rụt rè. Em đồng ý bấm nút đi. Anh với em sẽ về quê em hay về quê anh gì đó để mình đi du lịch chỗ này chỗ kia chơi. Miền Tây mình thì nhiều điểm du lịch mà. Đó là tỏ tình đó hả em? Trời ơi, tỏ tình thực tế thôi. Người miền Tây thực tế à, người miền Tây là thật thà. Thật thà, nghĩ sao nói vậy. Bấm nút xong đi về quê chơi, quê ai chưa biết, đi du lịch với nhau cho nó vui để tìm hiểu, đúng không? Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hợp, cặp đôi này đẹp đôi đó. Nhưng mà em phải mạnh dạn hơn một chút, tự tin hơn một chút nữa. Tại vì bạn trai với bạn gái hỏi ý kiến nhau, nhưng cái quyết định em phải đưa ra chính kiến của mình trước.
Mình cứ tưởng đâu mình nói mình tùy người ta là lịch sự, nhưng không phải. Phụ nữ muốn nghe chính kiến của đàn ông trước, rồi người ta mới đưa cái ý của người ta ra. Thí dụ như chị nói ví dụ, hôm nay anh nhớ em quá, anh đến đưa em đi chơi nha. Mình phải đưa ra câu đó. Còn bạn gái sẽ dạ, thì mình tới. Thôi anh ơi, hôm nay em bận, hôm nay em mệt, ngày mai nha. Còn nếu em không nói gì trơn, em ngồi em chờ, rồi cái người ta trách tại sao anh không tới, em nói là tại vì anh đợi em kêu. Đâu có, không có chuyện đó. Hiểu ý chị nói không? Dạ hiểu. Tự tin lên, quyết đoán hơn, và phải luôn luôn đưa ra ý kiến. Dạ. Rồi mời hai bạn về một phía. Em cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn rất nhẹ nhàng để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Em cho anh hôn em. Tài trắng quá. Sao cảm nhận như thế nào? Run. Chị biết là em rất run. Chân thành ha. Cố gắng gìn giữ và giữ cái cảm xúc y như ngày đầu mới gặp nhau. Cố gắng ha. Có gì ảnh có hơi nhát quá thì cũng hỗ trợ ảnh chút xíu. Được, chàng trai này thật thà chất phác đó. Chúc mừng hai em. Mặt hai người cũng có nét giống giống nhau nha. Thiệt luôn á, cận vô hai người giống nhau lắm luôn. Như vậy là ngày hôm nay là bà Mai thành công rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ chờ đợi tin vui từ cặp đôi này nha. Tường xin gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim CityBox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây tìm hiểu nhau, xem những bộ phim rất hay nha. Và bây giờ thì chúng ta xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.